Và giờ đây em cùng anh, tình ta đắm say bên
niềm trao nụ hôn, tình ta giấc mơ nơi thiên đường, trên cõi đời chỉ cần anh sống bên em mãi. Anh ơi xin yêu mãi muôn đời, xin mãi yêu mình ơi, sau bao giông đêm tối chia ly tình hai lối, hãy mãi yêu như đã nguyên thề, xin mãi yêu mình anh, chẳng đổi thay tình em xin mãi mãi còn bây giờ mời ông tổ bà ở đi.
rồi. Xác con, bà ủ ruột thì xác con. Đứng đây, mến phòng à, dây cấp. Còn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, xui ní của nội ngoại, của cháu trường. Nếu còn của trường trong, con uống miếng rượu để cho cháu đi kính đệ. Còn cái đó thì gọi là càng nhỏ hơn. Là em, dây cấp em của nội ngoại là như ông nội bà vợ. Ông chú bà biết, ông trường bà gì, bà cô ông trường. Xui ní nga nghe các bà bà lớn được bài gọi đến cha bây giờ lúc này bước chờ chân để cho cháu bác đứng lại sau khi đã có bố đội thì con đáp lễ thì thông báo với anh thân mình thì đâu đi lên từ từ nếu mà mình có ai thì lên đó tên để thư ký ghi để cắt trực dạng mà có tiền không có tên còn nếu con bác nào có băng thì chúng ta có ghi tên bỏ vô thì chúng ta ở cái vị sổ thì ta lại được đi xong lên lần hai người từ đi bỏ tiền vô để lên đến đây duy về cháu Nguyên đến uống rượu đi đưa rượu đi Nguyên đưa rượu đi Nguyên về cháu đi rượu mời đi Nguyên rồi sau khi quán uống rượu thì con cứ đầu hát lễ rồi hát bà thiếu chưa lắm một lần nữa trân trọng kính mời đến thằng gia cấp em của tụi mày là ông cậu bà mợ ông chú bà thiếu ông dượng bà gì bà cô ông dượng xui đến nhà hàng dây cấp ông bà lớn được tham gia là cái này cái chờ cháu uống cái rượu dùng để cái chầu để cho cháu kính lễ rồi trang trọng kính mời như xui lý dây cấp ông bà lớn và bạn bè cứ dùng bức chờ cháu để uống rượu cho cháu kính lễ thằng này là cái vỏ luôn à rồi rồi đưa rượu cho chú mời với chú ba luôn con rồi đưa chú mừng đi luôn rồi sau khi ông bà uống rượu thì con đã đáp lễ bằng hai lễ gật đầu rồi gật đầu con thì trang trọng kính mời còn trong khách hàng thân nhân như là em của nội ngoại như ông cậu bà mợ ông chú bà thím ông dượng bà dì bà cô và ông dượng và được cháu Nguyên cho rằng lúc này bước chờ cháu để cứu bước cho cháu và được cho anh thật tốt rồi cái đó thì trân trọng kính mời đến thằng như là anh là của cha mẹ của thầy là anh của trường anh là gọi là bác cô cậu gì dự thứ tiếng là chủ yếu em của cha mẹ và của thằng cha mẹ thì để sau tôn thì các thông báo của thằng này thì nếu ai dây thành cho cái dây tắt đó thì bước chờ cháu để uống cái rượu để chú uống cho con cháu và được cho thằng hạnh phúc rồi còn lần nữa thầy trần đức tài là ông bà đến rồi đến thành trần là bác cô còn gì giờ của cháu Nguyên nếu bà chơi đó cô nắm cái vòng tay cho cháu thì cho giờ lúc này bước chân trong thì chúng ta cùng nên có cô hồng uống chúc mừng cho cháu được trong thành phố một lần nữa thầy trần đức tài đến thành dây cấp như em của đồng này ông cậu bà mợ ông chú bà kiếm ông dượng bà gì bà cô ông dượng và xui với hai hàng dây cấp ông bà nói chung bước dượng chân uống cái rượu để cho cháu chú lễ còn nếu hết thì cái đó cạnh nhỏ hơn nữa đó là bác chú kiên anh của trường rồi chú là em rồi cô cậu gì dượng là em của trường nhà nga bên giờ cũng như bên chồng cho giờ lúc này bước dượng chân để chúng ta cùng cho tốt cô hồng chúc mừng cho cháu mà nhỏ được cho năm hạnh phúc rồi một lần nữa cho chồng chú tài
Thì con của cha mẹ lớn nghe như trời biển, thì con xin tri ân từ ngày hôm nay. Người ta nói vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, yêu nhau đến lúc thờ hầu để thương. Thì bao giờ những tình cảm của ấy đã thì dặn phòng còn mãi trong đời. Thì con để tri ân có hiếu ngày hôm nay, để ngày mai con chức gái vui quy về bên chồng. Thì mời vợ chồng của chờ là của Nguyên Nga, là nắm thân thành của cháu Nguyên bước lên để thay con kính tụng. Người con thường lớn mẹ bây giờ con đang đưa hai ly rượu hồng hay hai bàn rượu tiên đây, hai tay đang chén rượu hồng mừng cho ba trẻ mặt hờ bên nhau để tỏ lòng biết ơn công lao ba mẹ đến khi trời biển. Thì con đó là mẹ hai đã rồi thu mẹ miếng thu ba miếng con một rồi như vậy là được khép lại trong cái buổi lễ du quy có hôm nay. Thì tôi cũng đại diện cái gia đình của các trường chân thành cảm ơn tất cả quý quan khách cũng như thanh tòng bài ngoài trong đường xá xa xôi trời mưa gió mà vượt qua tất cả các công việc của một bên để dành những thời gian quý báu trời bắt sớm đến gia đình chúng tôi trước tham dự buổi lễ du quy và sau đó để gửi chào tới gọi với thành gia con em chúng tôi bằng món quà lưu niệm. Thì gia đình chúng tôi xin chia và cũng mời tất cả quý quan khách cũng như thân tộc còn lại ở lại dùng bữa tiệc thân mật với gia đình và ngày mai để đưa cháu về bên chồng. Thì con quay cho sáng cho tiên bốn sáng và đại tá và con bên mang cho buồn sáng quay cho chồng áo bốn sáng không cháu ngoài à rồi xây đá và đi tiền hai đá rồi không anh tiền rồi con cũng không quà vô rồi tìm chốn thiên đường, chốn thiên đường. Biết đêm dài mộng mơ chật ngất, đắm say nhiều đề hoài vẫn vương, vẫn yêu. Dù đêm vui đã xa vời, tình sao như gió thoáng qua, vẫn yêu. Một đêm vui đã vời xa, thương hoài cuộc tình theo khoa. Cha cha nồng say nhớ thương.
nhật. Ta đưa nhau tìm chốn thiên đường, biết đêm dài mộng mơ chật ngất, đắm say nhiều đề hoài vẫn vương. Vẫn yêu dù đêm vui đã xa vời, tình sao như gió thoáng qua. Vẫn yêu một đêm vui đã vời xa, thương hoài cuộc tình theo hoa. Chân 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 say máy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều, này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dâu thật đều, còn gì hơn ta nữa.
đã như quen từ thuở nào. Tình yêu mộng mơ viết ra thành lời thơ ngọt bùi trên miên thiết tha, hứa cho nhau từng cánh hoa. Yêu thương tình như đã say, ly rượu mừng ngày không thấy vơi. Đôi môi hồng ôi ngát thơm, ta bên em mãi thôi. Ngày vui đã đến, viết câu yêu thương màu tím. Thơ hồng vào áng mây, yêu thương tình như đã say, ly rượu mừng này không thấy vơi. Đôi môi hồng ôi ngát thơm, ta bên em mãi. Chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi. Cháu đó là làm lễ cho Thiên đã xong. Thì cái phần còn lại tất nhiên là làm lễ ông bà tại tiền, tất nhiên là nội ngoại. Thì cái phần này cho quyền lại bên hội nhà gái để giới thiệu thân tộc ra ngoài cho cháu rể biết. Thì bây giờ rể phụ có cụ đi. Rồi hai đứa cũng lên coi. Đó rồi hai con đáp lễ bằng hai lần cúi đầu, hai con hai lần gật đầu ba mẹ. Rồi hai sư gia cũng đi. Rồi hai đứa con cũng xá, hai cha hai xá. Chàng phát tay chúc mừng cho cô dâu chú rể được long phụng hòa minh sắc cặp bảo hiểm. Rồi vỗ tay lớn lên. Rồi. Rồi, xây ra xá hay xá được không? Rồi. Rồi, nắm tay đi. Chim câu thủy
sáng hôm nay xôn xao trên đầu xóm, tin vui đã lan nhanh khắp đầu thôn. Ba ơi trai gái con tim nghe làm sao? Ô trên quán đi đang rước dâu về làng. Nhiều người ra dòm nói chói tai, nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen, bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dẫu người ta càng gì mình, đám cưới đang linh đình hay dẫu không linh đình, ta đến nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Rước dâu về làng. Người thì qua chật ních lối đi, xem không chi là chi. Bà cười toe, bà thì trố mắt ra, xem như chưa từng xem. Xem thật lâu, xem thật kỳ, cũng có cô dâu phụ, cũng có chú rể phụ, ai nấy trông vui mừng câu chúc lành nên duyên. Xuống đó.
cũng có cháu nó làm vậy. Yeah.
ông bà cô bác tất cả anh chị em đã bước vào uống rượu để cho cháu nó đồng lễ.
sang kiều giang dù che cô dâu ôi xôn xao khắp sớm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn sang kiều giang dù che cô dâu ôi xôn xao khắp sớm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời sáu hai nhà đầu năm vui đám cưới.